À, các bác nhá, hiện tại là đây. Đấy, hôm nay là đến giờ 5 giờ chiều rồi. Đấy, các bác chuẩn bị là HC là về rồi. Đây là khung cảnh HC của ngày chợ 12 đây. Đấy, rất là đông. Đây, các cặp đôi đã hát chia tay lưu luyến rồi này. Hôm nay là ngày 12 cho nên là rất là đông các bác ra đây chơi. Nhưng mà tầm này là các bác chuẩn bị cũng hát chia tay rồi. Mọi người bắt đầu về rồi. Anh lên trên này xem mà tẹo nữa. Rồi, hay là anh về thôi. Có hôm chủ nhật có đi không? Không bảo chủ nhật này có đi không? Chủ nhật có đi không? Liên hoan mấy anh em này. Đó, đi nhờ, hôm nay đi. Đấy, các bác nha, thì hiện tại bây giờ các bác cũng đang đi về dần rồi. Đấy, video cũng chuẩn bị là đi ra cổng các bác về là cũng xin tạm dừng thôi các bác nhá. Chia tay lưu luyến rồi.